Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với Cường NGT. Chúc bạn ngày mới vẻ nha. Hôm nay mình mới mua, em quay ra đây, quay lùi ra đây. Hôm nay mình mới mua một cái vali để con trai mình chuẩn bị đi du lịch về quê ngoại, làm chuyến Đà Nẵng, Hội An, sau đó về quê ngoại. Mua cho cháu cái vali nhỏ nhỏ 20 inch để cháu đi du lịch, kéo kéo đi sân bay cho nó sánh điệu, cho mẹ chụp cho vài kiểu ảnh. Em mở ra cho anh. Thì cái vali này của Grow, kiểu sữa Grow ấy. Tuy nhiên thì giá nó cũng rẻ thôi, có hơn 200.000 thôi. Đó, nó dạng là hươu cao cổ. Đây các bạn nhìn thấy đây. Em kéo lùi lại tí, lùi lại. Đấy. Đây, Grow này, Hobart Grow này, hươu cao cổ. Cái bên này lồi ra này. Đấy, bên cạnh này. Bên này thì lại phẳng này. Em kéo lên rồi, kéo tay lên rồi. Đó, nghiêng, bánh tương đối trơn nhé các bạn nhé. Nghiêng để kéo này. Đấy, đấy, như thế, kéo đi kéo lại này. Đấy. Êm đúng không? Mở ra này. Ở đây có khóa số nữa các bạn nhé. Đấy. Đây này, ở đây có khóa số nữa. Chúng ta hoàn toàn có thể khóa lại. Hãy em mở ra đi. Nó cũng êm đúng không? Khóa êm không? Rồi, mở hẳn ra. Ok, bên trong này thì nó sẽ có chúng ta một lớp vải, kiểu vải ni lông, có các ngăn cơ bản thôi. Đó, bên dưới sao phùng phùng ấy nhỉ, không có gì đâu. À, cái chặng ấy thôi, bình thường thôi đúng không. Nó có cả cái dây kéo chằng đồ này, em thít hai bên này, cứ mở cái này ra. Gọi là đủ hành lý cho bé đi chơi mấy ngày. Đấy, bên này chằng đồ quần áo này, bên kia bỏ giày dép này. Ok, gặp lại. Em cầm thì có nhẹ không? Thì link mua hàng của sản phẩm này thì mình để dưới phần mô tả video để các bạn tham khảo nhé. Mình thấy ấy, bé nhà mình là đầu tiên chọn có loại khủng long cơ. Nhưng mà khủng long giá cao quá, hơn triệu. Này thì mua gọi là vui vui cho bé, đi kéo cho vui thôi. Đó. Ok. Rồi, và cũng không nói gì review quá nhiều về cái sản phẩm này cả. Em gõ thử cái vỏ nhựa này. Cũng cái dạng nhựa dẻo. Tất nhiên là văng quật nhiều mạnh thì nó cũng có thể là vỡ thôi. Tuy nhiên thì giá thành cũng không quá cao mà. Được cái là khóa của nó là khóa có mã số luôn. Khá là ok đấy. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại. Và đừng quên đăng ký kênh YouTube của Cường NGT để ủng hộ mình. Xin chào. Cháu tao nhé.